Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước chỉ đạt hơn 136 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Đà Nẵng thì kim ngạch xuất khẩu của thành phố cũng chỉ đạt gần 766 triệu đô la Mỹ, giảm 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ nay cho đến cuối năm, cùng với các giải pháp vĩ mô từ chính phủ và các bộ ngành, sự nỗ lực của doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu hàng hóa sẽ khởi sắc hơn. Đơn hàng quý 3 của ngành da giày được ghi nhận bắt đầu tăng lên. Nhiều khách hàng quan tâm, đàm phán đặt hàng hoặc lên kế hoạch cho các đơn hàng cuối năm. Dù vậy, nhìn chung thị trường vẫn ghi nhận mức sụt giảm đến khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Dù thị trường đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng sức tiêu thụ còn ảm đạm, khiến ngành da giày đặt ra 3 kịch bản, trong đó vẫn trong tư thế ghi nhận mức tăng trưởng âm so với năm ngoái. Mục tiêu đạt kim ngạch 27 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2023 của ngành da giày là con số cực kỳ thách thức. Các năm trước thì với tình hình kinh tế ổn định, người ta có thể đưa ra cái dự báo trước cả nửa năm, mà thậm chí cái dự báo một cả năm để người ta đặt hàng. Nhưng hiện nay với tình hình này thì người ta chỉ đưa dự báo khoảng 3 tháng đổ lại thôi. Và do đó là các doanh nghiệp thì cũng đang trong cái tư thế là cũng phải sẵn sàng, mặc dù là tình hình hiện tại thì đơn hàng thấp, nhưng mà vẫn phải đang trong cái tư thế sẵn sàng khi mà có đơn hàng là phải xoay chuyển ngay. Ngành dệt may cũng tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu đơn hàng. Để bảo đảm việc làm cho người lao động, nhiều doanh nghiệp phải chấp nhận làm những đơn hàng nhỏ lẻ, giá thấp, trái sở trường. Trong khi đó, tổng cầu dệt may thế giới năm 2023 được dự báo đạt khoảng 700 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% so với năm 2022, thấp hơn cả năm 2020 khi xảy ra dịch COVID-19. Do vậy, các chuyên gia nhận định phải sang năm 2024, ngành dệt may mới hồi phục. Muốn giữ nhịp tăng trưởng, đòi hỏi doanh nghiệp phải linh hoạt triển khai các giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa. Dự báo thì trong quý 3 này, từ tháng 6 đến tháng 9, chúng ta vẫn còn tiếp tục gặp khó khăn với những đơn hàng. Nó có thể tăng dần nhưng mà chưa rõ rệt. Nhưng mà từ quý 4 2023 và sau 2024 thì cái đơn hàng nó sẽ tăng mạnh lại và chúng ta có thể thực sự là thoát khỏi giai đoạn là chia rẽ khó khăn. Theo Bộ Công Thương, 5 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 136 tỷ đô la Mỹ, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức độ tác động đến xuất khẩu từng ngành hàng có sự khác nhau, trong đó những ngành hàng như dệt may, da giày, gỗ, thủy sản với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, EU có mức sụt giảm nhiều nhất. Dự báo 6 tháng cuối năm, xuất khẩu sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Mọi giải pháp từ phía chính phủ và các bộ ngành vẫn sẽ tiếp tục được triển khai nhằm thực hiện quyết tâm đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra cho cả năm. Trong bối cảnh hiện nay thì Bộ Công Thương cũng đã tích cực hỗ trợ đồng hành với các doanh nghiệp để đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm những cái thị trường mới và thông qua những cái kênh giao dịch bán hàng như là cái phương thức điện tử. Mặt khác thì Bộ cũng sẽ có cái hội nghị làm việc với các hiệp hội ngành hàng để cùng rà soát những cái khó khăn vướng mắc và qua đó thì tìm cách đưa ra những cái giải pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thời gian tới. Tuy nhiên, dự báo hoạt động xuất khẩu sẽ phục hồi tốt hơn vào nửa cuối năm nay do tồn kho hàng hóa tại các thị trường lớn, đặc biệt là tại Mỹ, đã giảm đáng kể trong thời gian qua và các nhà nhập khẩu đang có dấu hiệu đặt hàng trở lại. Mặt khác, lạm phát đã giảm ở một số thị trường. Đây là cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng hồi phục trong những tháng tới. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ chủ động và sẵn sàng các giải pháp để đón đơn hàng cuối năm.